Là cái hiệu quả khi mình làm xong rồi thì những cái bên 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 mình chưa làm á, cảm giác là nó chảy xệ ra, nó bị dân đụng ra. Còn bên đây là mình làm xong là thấy là nó căng ra, ra săn chắc ra. Thứ hai nữa là cái gánh cười mình có cảm giác là nó không còn bị sâu nữa, giống như mà đó mình bên đây chảy xệ, giống lúc nào mình cũng cảm giác là muốn buồn ngủ á. Biết ở đây là nhờ một người bạn, là nói là trước đây mình đã làm rồi thì nói ồ sao lúc này cái da mày trùng nhăn trùng xệ quá, thì cũng có điều kiện mà thôi mình đến cái chỗ này làm đi, uy tín rất là nhiều. Thật sự hôm nay là mình làm là cảm nhận rất là giống như cái lời của nó nói là cảm ơn Thanh Mai đã lấy lại cái tuổi thanh xuân. Bác có thể chia sẻ cái hiệu quả của chị như thế nào cho khán giả của mình cùng biết nha. Về hiệu quả của điều trị ăn Dạ therapy đúng rồi. đối với chị Trang thì bác sĩ Mai Anh xin phép được chia sẻ là, nhất là đầu tiên mình nhìn vào cái cảm quan đã cảm thấy là, thứ nhất là bên này đã nếp hơn rất nhiều, gọn gàng hơn này. Bên này thì độ chảy xệ vẫn có, da thì trùng nhão, đổ xệ, có đổ đổ cơ cái vùng này này. Vì đổ cơ cho nên là làm cho những cái vùng rãnh nó sâu hơn, nó dài hơn. Vùng gò má trên, vùng má trên cảm giác nó xệ. Nhìn làm tăng thêm số tuổi của mình. Tuy nhiên là bên này sau khi mà điều trị xong rồi, mình cảm thấy là tươi trẻ hơn. Và chị Trang ơi, chị Trang nãy có chia sẻ với em là chị Trang rất là hài lòng đúng không Nhưng mà ạ? thứ nhất là mình không có da phẫu thuật cho kéo nè, thứ hai nữa là mình làm rất là nhẹ nhàng, không có đau gì hết, mà làm xong mình có cảm nhận liền là mình rất là hài lòng luôn. Là có thể là mình xong rồi mình đi đâu hay hoặc làm gì làm mình rất có kiên cử. Đây mới được 5-10% của công nghệ thôi. Và từ 1 đến 3 tháng sau chị sẽ cảm thấy là cái độ cải thiện nhiều hơn nữa. Vì sao? Vì là nâng cơ nhiều hơn, tăng sinh collagen nhiều hơn cho chị, cho mình. Em mình thấy không, trời ơi, một cái công nghệ mà không có phẫu thuật xâm lấn dao kéo hay là chạy máu gì hết trơn á, mà làm xong lại được đẹp liền như vậy nè, mà về nhà là có thể make up đi chơi, đi làm, đi tiệc bình thường luôn, không có bị kiêng cữ bất kỳ một một cái vấn đề gì hết, quá là tuyệt vời phải không bác? Thế cho một cuộc phẫu thuật cả nhà nha. Và khách hàng thì đang rất là mong muốn được làm liền, làm luôn để mình được đẹp hoàn hảo hơn. Bây giờ thì em sẽ không có để chị Trang chờ lâu đâu, em mời mình nằm xuống để bác tiếp tục nửa gương mặt còn lại cho chị nha. Ok, Dạ đây, em mời chị mình nằm nha, chị xuống Trang ơi. đó. Cả nhà mình thấy không, một công nghệ rất là tuyệt vời luôn, rất là an toàn luôn và rất là hiệu quả luôn. Vì thì tại sao cả nhà mình lại không nhấc máy lên mà gọi ngay cho tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai nhỉ, 1800 6617, luôn chờ cả nhà mình nha. Và đây là một công nghệ hoàn toàn không có phẫu thuật, không xâm lấn và không phải kiêng cữ cả nhà mình nha. Đó là một điều mà hầu như và tất cả các anh chị mình đều mong muốn, và càng lớn tuổi thì mình lại càng cần nó hơn, bởi vì khi càng lớn tuổi các anh chị mình lại sợ dao kéo về cái sự lâu lành đó. Cho nên là cả nhà mình nhớ nha, 1800 6617 là tổng đài miễn phí của BB Thanh Mai. Bây giờ thì em sẽ chào cả nhà và em đón cả nhà ở những cái buổi livestream tiếp theo nha.